Hello, xin chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất của mình ngày hôm nay. Sau một thời gian dài nghỉ Tết, thì bây giờ mình đã trở lại với video hướng dẫn là mô hình xe ô tô Mazda CX-5 cầu trước. Mình sẽ tiến hành cho xe lùi chuồng. Chào các bạn, đây là mẫu mô hình khá là đặc biệt so với các mô hình mà trước đó mình đã làm. Trước đó thì đa số mình làm các mẫu ô tô cầu sâu hoặc là hai cầu, ba cầu. Còn ở mô hình này, mình làm dẫn động cầu trước. Thì thực tế là xe ô tô CX-5 Mazda ở ngoài đời thật cũng là cầu trước nha các bạn. Mình đã cho bố trí động cơ ô tô ở phía trước capo cho giống thật luôn. Xe được vận hành bằng dây cua ro. Đây là cách mà cầu trước vận hành, nó có thể vừa chạy và vừa cua được. Và đây là phần hướng dẫn làm mô hình cho các bạn nào cần tham khảo. Chi tiết này bao gồm 6 thanh 11 lỗ và một motor giảm tốc. Đây là cầu trước của xe nha các bạn. Mình sẽ tiến hành lắp vào. Các bạn nên đầu tư mua các cái cầu này ở trên Shopee để thỏa mãn đam mê sáng tạo lắp ráp. Các bạn lắp thêm thanh 11 lỗ vào hai bên để kéo dài xương xe. Lắp khung bánh sau. Lắp pin 2S và sạc vô điều khiển thước lái. Chúng ta sẽ tiến hành đấu dây điện
của mảng điều khiển vào động cơ. Nhìn cách thức hoạt động của mô hình này thấy rất là thú vị phải không các bạn? Bộ phận khung cản trước bao gồm thanh chỗ u lớn, thanh ba lỗ, thanh 6 lỗ, thanh 11 lỗ và thanh chữ L nhỏ. Thanh 9 lỗ và thanh 5 lỗ. Lắp thanh 11 lỗ. Hai thanh chủ ô lớn. Thanh 7 lỗ. Thanh 9 lỗ. Chèn thanh chữ U nhỏ vào nha các bạn. Mình biết là ở cái phần hướng dẫn này nó rất là khô khan, tuy nhiên nó sẽ giúp cho các anh em có cùng đam mê tham khảo và có thể làm những mô hình hay hơn và đẹp hơn. Lắp thanh chữ L 2 lỗ và thanh 11 lỗ. Thanh chữ U nhỏ và thanh chữ L 2 lỗ. Thanh 11 lỗ. Thanh 6 lỗ. Lắp thanh 7 lỗ. Lắp thanh 5 lỗ. Mình sẽ tiến hành khoét các lỗ bánh nha các bạn. Và tương tự thì bên này cũng thế. Hai thanh chữ U lớn và hai thanh ba lỗ, chúng ta sẽ tiến hành làm nắp capo. Lắp hai thanh 9 lỗ. Và đây cũng là thanh 9 lỗ.
và mô hình xe Mazda CX-5 của chúng ta đã hoàn thiện. Video của mình xin phép dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.